BOV, đây sẽ là những gì bạn thấy trong những ngày đứt cáp quang tại Việt Nam mấy ngày gần đây. Xhan đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dear Simulator. Tựa game này end rồi mà, nhưng mà tại sao mà vẫn vẫn quay? Bởi vì trong lần cuối trước khi mình xóa game, mình đã vào vào xem lại xem nó còn cái gì không. Với lại là nó còn một cutscene nữa ở cái đoạn mà bắn hay không bắn ấy. À, mình có thể được chọn bắn để xem cái cutscene đó như thế nào. Mình vẫn chưa chọn. Thế nên là mình quyết định mình vào lại. Rồi, ok vào thôi. Yep. Và mình đã vào đây. Kia chính là thứ mà mình vừa nhắc tới đấy. Sau khi mà mình định xóa game mà mình vào lại thì đó là con rồng to bự tổ trắng luôn. Nó đang đứng chờ mình ạ. Và mình thấy con rồng design đẹp ghê ấy. Mình mới mới thốt lên là tại sao giờ lại có con rồng ở đây? Boss à? Hay là gì mà nó lại đứng chờ ở đây này? Nên là mình quyết định là giờ mình sẽ vào thử xem nó có cái gì ở đây. Ồ, vậy tức là con rồng này là hóa ra là để cho mình cưỡi hả? Với trên lý thuyết con rồng bự như thế này thì chắc chắn là nó có thể phá hủy được thành phố này. Và phun lửa. Được rồi ạ. Vậy thì mình đi trang bị vũ khí. Lạ nhỉ? Ai lại đi đi để con rồng ở bãi đỗ xe này nhỉ? Phí thật đấy. Còn rất là nhiều cái. Còn một hộp bí ẩn nữa mà mình chưa làm. Đây là cách để mình trở lại về thành người này. Nhưng mà thôi, làm nay thú vị hơn chứ. Unlock by view the bad ending này. Hold space là để bay lên này. Rồi ok. Bay rồi. Lửa miễn phí đây. Tôi phun lửa miễn phí cho mọi người đây. Con cá này bắn được không? Các con cá này bắn được ạ. Giờ mới biết đấy. Nhưng con cá này giờ bị hủy diệt rồi. Quá nhanh, mình quá mạnh. Giờ đây mình là vô đối. Lửa đi đâu mà cảm giác như là chả có tí đam nào vậy. Này. Này hủy diệt cái gì? Bò này có gì nhê đâu. Ôi ơi. Trời. Wow. Bò này thành hamburger rồi. Mình đã nướng chín nó thành hamburger rồi. Đó, đúng rồi. Cấp độ hủy diệt phải thế này chứ. Chuẩn này. Lái con rồng xong đi quanh quanh thành phố phá hủy nó mới chill. Chứ mà phá hủy theo cách thông thường thì nó lại thông thường quá. Quả đầu mìn được ấy, đầu mìn. Mà đúng là con rồng này lửa nó bị làm sao ấy. Mình nghĩ là lửa nó không có gây đam, mà đam thực ra lại đến từ khi mà con rồng này đâm đầu vào cơ. Để thử lại xem nào. Ok, giờ đâm đầu nha. Đâm đầu là cái đam. À không, lửa có gây đam, lửa có gây đam. Đúng rồi, lửa có gây đam thật. 100 á. Nhưng mà đi bộ mới phá hủy được hết. Mình nhớ không nhầm, ở đây là còn điều chỉnh được cả số lượng cảnh sát nữa cơ. 999 lên. Trên. Sau khi phá hủy thành phố này xong á, là mình sẽ reset lại để mình cái xem cái disaster level xuất hiện bao nhiêu con. Mình vừa đặt chợ đó là 99999 thì độ khoảng 100 con cừu và 100 con gấu, nó nhiều lắm. Nó kêu là nếu mà xuất hiện nhiều như vậy có khả năng gây lag, nhưng mà mình nghĩ là chắc không sao đâu. Rồi giờ phá hủy hơn ạ. A few moments later. Ok, mình nghĩ là mình đã san bằng hết một thành phố rồi đấy, không còn một cái gì đâu. Bên kia san bằng hết rồi, bên này cũng san bằng hết rồi, bên chỗ đó gồm thế, ở chỗ này cũng thế. Này đúng kiểu mình đang phân lô bán nền đấy nhỉ. Toàn bộ giờ là của mình đã bá chủ thành phố này rồi. Bây giờ để xem chiếc thuyền DLC nó còn cái gì nữa không. Xong rồi mình sẽ quay trở lại đây để thực hiện nghĩa vụ reset lại level disaster để mà gọi lại đống người sát. Đây là có mỗi cái hộp bí ẩn cuối cùng đó là nhìn cái bad ending ấy. Là cái này là mình chưa thấy thôi, chứ còn mà nhìn nữa thì là coi như là xong game rồi đấy. Còn một cái cưa. Được rồi, cưa thì cưa. Để xem nào. Con boss cuối cùng. Con boss này đánh sao ta? À. Nhanh thế nhỉ? Nói chung là muốn đánh một cơn bão thì bạn phải vào tâm bão. Giờ mình mới biết con thuyền DLC này còn lái được nữa cơ. Đây, lái cho mọi người xem. Bốc đầu thế nào. Ó, xoay đó. Bốc đầu đi xem nào. Con thuyền này không bốc đầu được à? Lừa đảo. Tao nhìn trong ảnh treo lơ là bốc đầu được mà. Mình còn thấy nó bay lên được cơ. Rồi ok. Thế là tất cả mọi thứ đã quay trở về ban đầu. 99 con nha, 99 con nha. Bowler Bear 50 nè. 99, 50, 20 nha. Đây thế là một thử thách rất là khó nhằn đấy. Bọn nó đang đến đấy. Sẽ hơi giật lag một tí. Cứ 99 con đi. Úi dồi, cừu nó lóc nhé lóc nhóc. Trông. Mình lên cao này chắc thì chắc là bọn nó không làm gì được mình đâu nhờ. Ôi dồi ôi.
À, lóc già lóc nhóc kìa. Bao nhiêu con đây? Đủ 99 con không đấy? Rơi vào cái đống này mà bọn này hiếp gì. Đó, sấy này mới phê này. Ồ, chết nhanh như ta. Thực sự thì nói là 99 con thì nó cũng hơi nhàn đấy. Không có gì đặc sắc lắm. Năm chục con gấu nè, chết luôn. Ấy, what the fuck, thằng nào tông đấy? 20 con thỏ đi bằng tay, trông nó ngắm kìa. Không sao, sấy được, mình sấy được, mình sấy được, mình sấy được. nhẹ nhàng thôi. Nào, ok nhá, mình tính ai cũng có lượt. Đây là disaster level A nhá. 99 con kiều là coi như là đã chết rồi nha mọi người. Giờ hiện giờ là còn 20 con thỏ. Thỏ có tai biết đi nhá. Và 50 con gấu. Giờ 50 con gấu cũng gần hết rồi. Rồi, 5 phút. Ok, uy tín chứ. Mình là gentleman uy tín nhất Việt Nam này rồi. Và đây chính là 20 con thỏ biết đi. 20 con thỏ có tai biết đi. Đã bị mình tiêu diệt. Wow, một đống súng ạ. Nói về thử thách này thì mình nghĩ là nó cũng nhàn đến mức độ mà phải đi bằng hai chân luôn đấy. Đi qua tương lai thôi nào. Quấy tiếp. Rồi, cái heo vẫn. Rồi. Ok, mình đã đi defeat được Tornado rồi. Tornado lốc xoáy rồi. Lấy cái nốt khẩu súng trên này đã. Lấy xong khẩu súng ở đây là bắt đầu mình đi loot thêm súng ở tất cả các cái chỗ khác. Ơ, đây khẩu súng này lơ lửng à? What the hell, nó không rớt ạ. Vãi thật. Không rớt thì chịu rồi. Kiếm dây bay rồi lên lấy lại. Mình sẽ kích hoạt lại cái disaster level. Ôi trời, có một con kiều điện 99 con vào. Mắc luôn nhá. Mình nhập 99 mà nó ra 10 nha. Rồi 10. Con số lớn có thể gây lag. Lo gì? Lag sao được con game này. 10 con kiều điện đấy nha mọi người. 10 con kiều điện. Mình nghĩ là đánh thì nên né né cái chỗ kia ra để đỡ xuất hiện con khỉ. Đây đây, đồ bay rồi. Rồi ok, có đồ bay rồi. Đấy, nốt cái khẩu súng kia này. Rồi lại đây nào. Các bạn lại đây nào. Nhiều kiểu thế. Cứ bình tĩnh nha, ai cũng đến lượt. Lại à, chết rồi, chết. Thế này thì nhiều quá, 20 con ạ. Nó xuất hiện cùng một lúc, mình chưa chuẩn bị full đồ nữa. Không được. Phải full đồ trước rồi đánh gì thì đánh chứ. Này không có công bằng. Bọn này không có bay được. Nên là mình khá là thoải mái trong cái việc bay. Để né bọn nó. Full đồ cái đã anh ơi. Đợi em full đồ cái đã. Nào. Này đã full chưa? Mắc binh chưa? Mình nghĩ là mắc binh rồi đó. Nếu mà chắc ăn hơn nữa thì mình cứ loot hết đi. Loot hết quanh thành phố luôn. Triệu hồi tất cả nó ra một thể rồi đánh. Mà đánh bọn này mình đâu có full máu đâu. Mình có 2 team thôi nha. 2 team rưỡi. Chính xác là 2 team rưỡi. Đông thế. Đông thật đấy. Nào biến hình đi các bạn ơi. Các bạn Polar Bear, các bạn biến hình đi các bạn ơi. Rồi. Disaster level B. Con này biết rồi, con này trâu lắm. 10 con là phải cả gấp 10 lần đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng cất được thôi. Cũng không có gì phức tạp quá đâu. Mình giết bọn kiều này trước nhỉ. Còn đúng một máu thôi, cố gắng nào. À, tiếng súng bắn ngang tai luôn ạ. Rồi, triệu hồi boss gì đó, ok, cứ từ từ. Còn phần mình xem bad ending nữa cơ. Nên là mọi người cứ yên tâm nhá, cứ ngồi đây bình tĩnh. Và xem mình xử lý bọn cảnh sát này. Bọn kiều, bọn hà mã này, bọn gấu trắng này.
còn độ khoảng 3 con cừu nữa. Đồng quá. Cứ lúc nhúc nhúc nhúc. Ok, một con. Con tiếp theo nào. Ui, chết rồi, còn nửa tim thôi. Nửa tim thôi, nửa tim thôi. Nửa tim thì mình phải chơi theo kiểu nửa tim thôi. Đấy, thế này có phải nhà thôi không chứ. Chết rồi đấy. Bọn hà mã là chết gần hết rồi. Rồi, bọn hà mã là chính thức kết thúc rồi đấy. Giờ với mình là chỉ còn bọn gấu trắng thôi. Bọn gấu trắng này thì thủ ghê lắm. Mình chỉ có đứng gần nó xong rồi mình bắt đầu mình bắn mới được thôi. Chứ còn bọn gấu trắng này thủ ghê lắm. Vô lô đấy. Vô lô đấy. Đã xong. 12 phút. Toàn bộ tất cả cảnh gấu trắng kết thúc rồi nha. Mình đã hoàn thành thử thách. Thì xem bad ending nó là cái gì nào. Đây nha. Đây là thời khắc quyết định này. Trong tập trước thì mình có chọn là không bắn. Thì cả hai cái hợp tác lần này mình sẽ chọn bắn để xem kết cục như thế nào. Bắn và đem đi chôn à? What the? Trong thâm tâm đang cảm thấy điều gì đó không lành. What? Nhiều nai bị chết như vậy hả? Cảm tưởng giống như là kiểu đây là một vòng lặp vô hạn ấy. Và mình cũng chính là con nai đấy luôn. Oh, wow wow wow. Hóa ra như thế. Xem achievement xem nào. Vẫn còn một cái nữa là Genius Clear Animal Quest ở cuối cùng. Animal Quest đấy là cái giải đố. Cái giải đố ở cái chỗ mà tương lai cơ. Nên là mình chắc mình đi xem giải đố ở chỗ tương lai như thế nào đó. Nói chung mà về cơ bản là hết rồi đấy. Mình nghĩ là hết sạch content rồi đấy. Yo yo bro. Yo yo. Wow. Gấu tinh gân luôn. 6 nòng. Tương đến tương lai làm nốt cái giải đố là coi như là hết rồi đấy. Mình nghĩ là end game rồi. Cũng không còn cái gì nữa đâu. Chắc thế. Ôi ôi. Cái gì vậy? Cá heo ạ. À. Cá heo phun lửa. Lờ mau. Mày tưởng tao sợ mày chắc. Ui bị bọn này chiến vậy. Con à ớt. Bình thân là một con nai. Đầu đội trời, chân đạp đất. Thế cũng cùng bị con cá heo tiêu diệt. Lờ mau. Ôi, giải đố. Mắc mệt đó tụi này quá. Nào con bó ngu kìa. Tao sẽ giải ngố cho mày. Độ khó bất khả thi đi. Ê, hoàn thành độ khó bất khả thi sẽ không mở khóa bất cứ thứ gì. Ờ vậy thôi. Start. Ăn đủ. Mình nghĩ là mình làm được thôi. Mình nghĩ là mình làm được. Xong. Nhưng mà mình có thể làm nhanh hơn được. Thử lại nhá. Nhanh hơn nữa đi. Mình nghĩ vẫn chậm. Địch sư cho bài khó thế. Mày lừa tao à? Làm gì có cái bài nào mà có. nhầm, mình chưa quay cái phần này. Ok ok. Bạn mình nhầm tí. Địch mày lừa tao thật. Thế này sao quay.
Okay. Mình biết được achievement ẩn là gì rồi. Ê thôi mọi người ơi, chỗ này không có đâu. Về hiện tại nào. Rồi ok. Để mình đến bãi đội xe xong rồi mình lấy dễ yêu. Khổ lắm cơ, phá hủy thành phố cho lắm vào. Giờ đâu đi được đường theo cách bình thường đâu. Đi toàn lạc không ạ. Để làm được nhiệm vụ ẩn này đó, thì mình cần phải đến cái chỗ chăn bò. Đây là cái chỗ chăn bò này. Mình sẽ đáp xuống. Như mọi người thấy ở đây là ở đây có 4 con bò đen đúng không? Việc mình cần làm đấy thằng ngu. Cần làm bây giờ mình thổi lửa nó. Để nó bên này cái hamburger. 2. Và thế là bạn đã hoàn thành xong. Đó. 5 cái hamburger. Hoàn thành xong hết rồi. Tất cả achievement nha. Hoàn thành hết 100% achievement rồi. Không còn thiếu một cái gì hết. Mọi người ạ. Có lẽ đây là lần vắt sữa cuối cùng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người lần sau.